切都可笑着度过。谁能忘掉围城内已失落，谁人亦不可以相信只有风过。何日那快乐竟变成罪与恶，何时你怕了面对习惯冷漠。不要再恐慌，你勇敢争夺便有光，梦与想就在那方，谁人又怕动荡。永远不要再恐慌，要把握机会别闯，就算黑夜在我方，为城内要自强，不可失去希望。主啊，giờ là lúc phải trả lại sự trong sạch cho nhà họ Triệu. Ông tưởng làm vậy là tôi có thể tha cho ông sao? Để chuyện. Cảm ơn. Chú à, chú không cần phải bỏ đi. Chú đã nhận lỗi như vậy là được. Sự việc cũng đã qua lâu, anh Quyền và Qua Mạng sẽ không làm khó chú nữa. Chú không còn mặt mũi để ở lại đây. Không chừng tên sát thủ đó quay trở lại tìm chú. Chú ở lại sẽ liên lụy mọi người. Chú, chú sợ tên sát thủ đó tìm chú báo thù à? Chú đừng lo, tụi con cũng đang kiếm hắn. Có chuyện gì có tụi con sẽ đối phó với hắn. Con còn phải trả thù cho cha nữa. Con đừng có làm vậy. Con chưa gặp sát thủ đó, con đâu có biết hắn giỏi cỡ nào. Cho dù là con đánh không lại hắn thì vẫn còn anh Quyền, vẫn còn Qua Mạng, còn có cả chú nữa. Hai chú cháu mình có thể cùng nhau hợp sức đánh bại hắn. Chúng ta là bát cực nhà họ Đoàn mà, đâu có thể nào phải sợ hắn. Chú, giờ Tiểu Trí đã mất rồi, con chỉ còn mình chú là người thân. Chú đừng có bỏ đi, có được không? Chú không thể tiếp tục làm con rùa rút cổ. Chú không thể làm chuyện có lỗi với mọi người nữa. Được, chú sẽ ở lại và hợp sức với mọi người để đối phó tên sát thủ đó. Tốt lắm. Bên này qua đây lựa đi. Anh hai à, bánh bao nóng hổi, vừa thẩu vừa ăn, ngon lắm, rẻ luôn. Mua đi mua đi. Qua đây mua mấy cái đây. Sư Thúc mà, ở đây có rất nhiều bánh bao nè. Bà con hàng xóm nói là muốn cảm ơn mình nên mời mình ăn bánh bao. Em Đạp nãy giờ cũng hơi mệt, anh Đạp giùm em chở em đi có được không? Muốn đi đâu chứ? Anh đi đâu thì em đi đó. Cảm ơn em đã tha thứ cho chú của anh. Anh biết em không muốn anh khó xử. Chú của anh chỉ là một con người nhu nhược, một con sâu tội nghiệp bị người khác uy hiếp, phải đối mặt với ám ảnh và hối hận suốt 15 năm đã đủ lắm rồi. Quan trọng nhất là cuối cùng ba được minh oan. Phúc Thọ Kim, Phùng Xuân Mỹ, Kha Vạn Trường đều phải trả nợ máu. Cuối cùng thì em và anh hai cũng có thể dùng thân phận Triều Hạ và Triều Dương trước mặt mọi người. Triều Hạ, có thể gọi thêm lần nữa không?
Triều Hạ, kêu thêm lần nữa đi. Cuối cùng thì anh cũng đã biết tên của em. Triều Hạ, em định là sẽ đóng cửa hộp đêm. Anh hai nói đúng, thành trại không nên tồn tại hộp đêm cờ bạc và hút thuốc phiện. Hơn nữa, bây giờ em cũng không cần phải che giấu thân phận. Vậy rồi em tính sao? Bước kế tiếp, em muốn kiếm ra hung thủ thật sự để giết chết ba anh năm đó. Thì em biết nghĩ nhiều cho anh như vậy à? Hay quá đi. Em không phải vì anh. Em nghĩ kẻ sát thủ bịt mặt năm đó rất có thể là chủ mưu của toàn bộ sự việc. Em nhất định sẽ tính sổ với hắn món nợ này. Sau đó thì sao nữa? Sau đó thì em không có muốn ở lại thành trại. Em muốn đi tới một nơi không ai quen biết. Chắc em sẽ mở một quán ăn bên đường cho những người về khuya nhưng mà không có chỗ nào để đi như em có một chỗ để nghỉ chân. Muốn kiếm một nơi không ai quen biết em chắc sẽ hơi khó. Cho dù có đi tới đâu, ít ra cũng có một người biết em. Tại sao? Vì cho dù em có đi đâu, anh cũng sẽ bên cạnh của em. Thưa ba, thưa má, ba kẻ xấu ở trong hội đồng hương đã chết hết rồi. Mối thù của nhà họ Triệu chúng ta đã được báo. Thanh trại cũng không còn tệ nạn nữa, mọi thứ đã yên bình trở lại. Nước tới đây. Bạn của con cũng bắt đầu cuộc sống mới, không còn sự bóc lột của hội đồng hương. Bây giờ ngay cả giá nước cũng rẻ lại. Không cần nhiều vậy đâu, nè nè nè, không cần nhiều vậy đâu. Tạm biệt cô giáo Kha Đức Lê. Tiểu Tân, Tân. Hey. Kha Đức Lê vẫn tiếp tục làm cô giáo trong trường tư thiện. Tuy Long Thành Hổ không còn trách nhiệm bảo vệ cửa, nhưng mà vẫn thường xuyên ở cạnh cửa. Cảm ơn bà con, cảm ơn. Có rất nhiều tiệm mới khai trương, đường đại tỉnh thì càng lúc càng nhộn nhịp. Chú ý, đầu thẳng, vai trùng, tay không, khuỷu tay trụ, mông hạ, đầu gối trùng. Anh nha sĩ và đám anh em thì mở lớp nhận đệ tử, để cho bà con cũng biết cách phòng thân tự bảo vệ mình. Thành trại không còn là nơi tội ác nữa, có thêm rất là nhiều khách từ ngoài thành vào ủng hộ. Cái mùi dầu gội đầu của cô bay qua bên tiệm tạp hóa của tôi hết rồi. Thơm quá cũng không được à? Không phải, tôi chỉ là muốn xếp hàng gọi đầu thôi mà, có được không? Hả? Còn nữa, Đoàn Chiết Cương đã chứng minh là nhà họ Triệu của chúng ta trong sạch. Bà không phải là kẻ giết người. Bây giờ con và em có thể quang minh chính đại nhận là con cháu của nhà họ Triệu. Thưa bà, thưa má, cứ việc yên tâm, tụi con sẽ kế thừa di nguyện của hai người, duy trì sự yên bình của thành trại. Ông chủ à, ôi, cho tôi hai gói chanh cam thảo. Cậu tới mua đồ dự trữ nữa hả? Thì là cái đám nhóc đó, mỗi lần mà tôi đi mua đồ thì sai giống như khổ sai vậy đó. Mua cái này mua cái kia, nếu mà mua không được còn bị chửi nữa đó. Trời ơi, có phải không vậy? Thiệt mà. Tôi yêu cha cha. Coi xong phim này rồi ha, tôi bảo đảm cười bể bụng luôn. Có thiệt không vậy? Thiệt chứ. Cha cha cha. Cha 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 cha. Thiệt mà, con hến xào với đậu tương to như trứng gà vậy đó. To như trứng gà, con nói quá hay không? Vậy anh phải ăn thử mới bảo được. Bảo đảm ăn xong anh khen đáo để luôn. Chỗ đó có nhiều đồ coi lắm, có người vẽ tranh, còn có bán mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ. Vậy em dẫn anh đi coi đi. Được. Anh thấy không, náo nhiệt kia chưa? Đúng là náo nhiệt thiệt. Còn có rất nhiều đồ ăn nữa. Ây da, bánh hành mà công ngon lắm đó. Ý, có kẹo mạch nha nè, làm ơn cho tôi một cây. Mua hai cây đi cho có độ có cặp, tôi tính rẻ cho. Cảm ơn. Bên kia có đồ chơi. Qua đây chơi thử đi.
Thảy trúng 3 lần thì được một con gấu bông. 5 hào một lần thảy. 5 hào một lần mắc quá vậy, định gạt người à? Gặp tôi coi như là ông xui rồi. Tặng cho em nè. Quà lớn vậy cho ông chủ ghê lắm. Nè ông chủ, bán lại cho ông đó một đồng. Sao có thể đổi được? Ông không đổi, tôi kêu ảnh thảy thêm mấy lần trong lỗ vốn luôn. Đổi thì đổi, cậu cố tình thảy để tặng cô, ủ công sức người ta quá. Nè ăn đồng nè. Xin lỗi nha. Nè dùng một đồng hồi nãy vẽ bức tranh tặng cho anh đi. Nè ngồi xuống. Ông à làm ơn. À được. Sao anh vẽ mặt của tôi ủ rũ quá vậy nè? Thì mặt cô vậy mà. Làm gì có chứ. Không sao đâu. Cảm ơn anh. Đâu có, anh thấy đẹp mà. Tân dị, em mệt hả? Cô chú chú. Vậy mình về nghỉ sớm nha. Đừng có đẩy mà. Xin lỗi. Điều Lan. Sao anh ở đây? Vậy tại sao em cũng ở đây? Không phải là hàng dưới giúp thằng hay sao? Cô đi một chút. Em thấy lâu quá không đi coi phim nên tới coi. Anh đoán thế nào thì em cũng coi phần tiếp theo của phim này. Cái đoạn mà ông bị ông chích tới mặt sân trường dù mắc vậy. Cười quá đi. Em cười tới mỏi miệng luôn đó. Anh cũng mắc cười quá trời luôn. Còn cái cảnh lúc mà ông đi ngược xem chút té đó, cái mặt đúng là xấu quá thì trời quá rồi. Đất. Em cười tới đau bụng luôn à. Em cũng vậy. Ồ vậy hả? Hay là đi được, ăn được, khuya được. Đi cái quán cháo rẻ tới cùng ăn đi được. Đang giảm giá đó. Lần này em kêu em chủ rẻ thêm 5 hào. Được đi. Giáp thần. Tân dị, anh có một chuyện muốn nói với anh Quyền, không biết có tiện không? Tôi thật ra anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Anh có biết sớm muộn gì tổ chức cũng tìm đến đây không? Tôi biết. Tôi không muốn Tân dị xảy ra chuyện. Và vấn đề là anh có thể bảo vệ cổ hay không? Anh yên tâm, cho dù liều cái mạng này tôi cũng sẽ bảo vệ cho cổ. Thì ra anh ngây thơ tới vậy. Anh vốn đâu có biết tổ chức của chúng tôi mạnh tới cỡ nào. Bây giờ tôi sẽ cho anh biết thực lực của chúng tôi. Hai que diêm này có thể sẽ cứu mạng của anh. Nhưng mà vũ khí sát thương cao nhất lại tới từ nơi tăm tối nhất. Nếu như anh không tránh được cây dao của tôi, tức là anh không đủ khả năng để bảo vệ Tân dị. Bắt đầu đi. Anh đã chết một lần rồi. Biết tùy cơ ứng biến khi lâm trận, nhưng mà vẫn chưa đủ nhanh. Anh đã chết lần thứ hai rồi. Anh cố ý đưa hai quay diêm cho tôi là muốn phân tán sự chú ý của tôi. Nhưng mà nói cho anh nghe, con người không đi vào đường cùng không phát huy hết được được. Cho dù không có ánh sáng và tiếng động đi nữa, tôi cũng có thể đỡ được da của anh. Được. Nếu anh có thể đỡ được nhát dao của tôi,
tôi sẽ rút lui, còn anh sẽ ở lại bên cạnh Tuyên Dị. Nhưng nếu đỡ không được, chết. Dừng tay! Hai anh bị điên à? Có biết lúc nãy như vậy nguy hiểm lắm không? Bây giờ hai người ép tôi phải chọn đúng không? Được. Bây giờ tôi sẽ chọn Giáp Thần. Em thường hay nghĩ, ngày đó nếu chúng ta không bị phát hiện, nếu anh thành công đến được bến đò, thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào? Đáng tiếc là trên thế gian này không có nếu như. Em xin lỗi. Nhưng mà anh không thể bảo vệ em. Em không cần một người võ công cao cường. Em chỉ cần một người em thật sự yêu thương. Cảm ơn anh lúc trước đã chăm sóc cho em. Nhưng thời cơ không đúng vẫn là không đúng. Bây giờ người em thích là anh Quyền. Sau này cũng chỉ yêu có mình ảnh. Tá Cầu Quyền, tôi hỏi anh, anh sẽ bảo vệ cổ bằng cách nào? Tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình. Anh đã từng hứa anh tôn trọng quyết định của em. Xin chúc phúc cho hai người. Ô má. Wow, cả hai bình đều canh sao? Wow, uống hết chắc là căng bụng luôn đó. Không phải đem cho mình con, đem một bình cho Khả Tiểu Thơ uống đi. Sao má không tự mình mang qua đó? Má phải về tiệm tạp hóa coi tiệm. Ai như con chứ, kêu con về tiệm tạp hóa phụ giúp má thì không chịu. Suốt ngày chỉ biết khoanh tay ngồi không, không làm được gì hết. Ai nói con không làm gì hết chứ? Con đang chuẩn bị để ra ngoài đi làm đây nè má. Con tìm được việc rồi sao? Là công việc gì? Ông chủ nào mà chịu mướn con hả? Con cần đi theo không? Đưa má đi coi cái chỗ làm việc của con đây nè. Sợ gì con chứ? Con đưa má lên sân thượng làm gì? Không phải kêu má lên đây ngắm phong cảnh chứ? Con vừa mướn cái sân thượng này, con sẽ mở lớp dạy võ cho mọi người đó, có biết không? Võ quán sân thượng? Bình thường con không nói không rằng, có biết dạy người ta không đó? Dạy võ đâu có cần phải dùng miệng, phải thử chiêu rồi mới nhớ được. Phải đánh thì mới biết có đánh lại người ta hay không. Cái đó là má dạy mà. Vậy chẳng phải đám học sinh sẽ bị con đánh chết sao? Má giỏi nhất là kinh doanh mà. Thì giao hết cho sư công má làm vậy được rồi. Má là sư công hả? Vậy Tết đến phải phát nhiều lì xì lắm. Vậy con nhận đồ đệ ít chút. Ừ, này nè, cái con mèo khờ này. Đương nhiên là nhận càng nhiều đồ đệ thì càng tốt chứ gì. Chỉ cần có thể thành đạt, má có phải phát bao nhiêu lì xì cũng xứng đáng hết. Ai là Long Thành Hổ? Có chuyện gì không? Tôi là Trần Võ Nguyên, hội trưởng hội võ thuật. Nghe nói mấy người muốn dạy võ đây có đúng không? Đúng vậy. Mấy vị sư phụ chúng tôi muốn thử tài với anh. Tới đây là không có ý tốt. Ông sợ con cạnh tranh làm ăn muốn đuổi còn đi đó. Mấy người ai muốn lên trước vậy? Hay là lên cùng một lúc nha? Giọng điệu cũng lớn quá ha. Để tôi cho cậu lãnh giáo trước. Ê Lý sư phụ, mấy chuyện nhỏ nhặt này cứ để đích thân tôi lo. Mọi người lùi lại chút đi. Lùi lại. Mà kim ghế ngồi nghỉ chút đi. Ừ, phải. Má đau nhức cái lưng quá đi. Con sợ má ngồi cái mông chưa được nóng rồi đó. Nè, anh phải suy nghĩ kỹ. Bây giờ bỏ đi vẫn còn kịp. Quyền cứ không có bắt đầu. Mời. Sao không động đậy gì hết? Ai biết? Bị dọa sợ rồi chứ gì? Có phải sợ không? Bây giờ bỏ chạy còn kịp đó. Wow, mọi người có thấy không? Ô, sức chiêu rồi kìa.
tôi không nhìn thấy gì hết. Mấy người ai muốn lên trước đây? Sư phụ Lý à, anh lên trước đi. Đáng lẽ phải mời sư phụ Trường trước chứ. Anh là tiểu bối mà, đương nhiên là anh lên trước. Được rồi, đừng nhường nhau nữa, anh lên đi. Mấy người còn không mau lên thì tôi lên đó nha. Nè, là nó có thể lên một lúc ba người đó nha. Lên. Nhìn lại. Quả nhiên là có chút năng lực ha. Chúng tôi hoan nghênh anh dạy võ ở đây. Sau này nếu mà còn ai muốn lên đây để thách đấu nữa thì tôi sẵn sàng đón tiếp. Thời gian không còn sớm nữa. Chúng tôi đến lúc phải đi rồi. Cáo từ. Có ngầu đến đau nhất cái lưng hay không? Phải nói là tinh thần sảng khoái. Đám người hồi nãy đúng là không biết tự lượng sức mình, tự nhận là sư phụ còn dám dạy người. Vậy thì má phải chuẩn bị thêm mấy cái bao lì xì nữa đó. Vậy cũng phải. Đám đồ đệ đứng phía sau ai cũng nhìn đến trơ người, thấy sư phụ mình mất mặt như vậy, thế nào ngày mai cũng chuyển hội qua bái con làm sư phụ. Má à, cái này có phải gọi lạng giang hay không? Có bị người ta trêu lại không? Mèo con phải ghi nhớ một câu nha. Có sư phụ mới biết đúng sai, có đối thủ mới biết là cao thấp. Má chưa bao giờ nghi ngờ năng lực võ thuật của con, mà con cũng không cần hở cái là kêu người ta cùng xông lên. Ở đây không phải là thành trại. Tục ngữ có câu, hổ dữ không bằng rắn địa bàn. Núi này cao, có núi kia cao hơn. Đừng chủ quan mà thất bại đó con. Mà, má yên tâm đi. Con không có nói con là võ công giỏi nhất, nhưng mà thái độ đối với võ thuật con phải nghiêm túc nhất. Ngày nào con cũng siêng năng tập võ, không có làm biếng, cũng chỉ vì để có được một ngày đón tiếp thi đấu với đối thủ trong lòng của con. Hai vị muốn ăn cái gì? Một tô mì Quỳnh Thánh, cảm ơn. Cho hai tô đi. Được. Má tôi có nấu canh đó, đưa tôi mang cho cô nè. Tốt vậy hả? Vậy thì cô uống canh trước hay là ăn mì Quỳnh Thánh trước đây? Để coi đã. Wow. Thì ra canh của bà Thái nấu ngon vậy sao? Anh đúng là có phước đó. Tôi đã lâu rồi không được ăn canh và ăn cơm nhà nấu. Nếu như cô thích thì tôi kêu má tôi nấu nhiều hơn cho cô. Được mà. Nghe Tiểu Tân nói là Maria đã về nước Anh rồi hả? Sao về quê thăm người thân, không biết khi nào mới quay về đây nữa. Ngày xưa cảm thấy sao Maria là người cô đơn, sống xa quê nhà, nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại cũng đâu đến nỗi. Cho dù cách xa bao nhiêu, sơ cũng có thể nhớ tới người thân của mình. Người thân cũng sẽ nhớ tới cũ. Không có giống như tôi, không có ai để nhớ. Người duy nhất mà có thể nhớ chính là con chó quyền của tôi. Còn chưa có tìm được nó sao? Dán quảng cáo ở đầu đường rồi, cũng không có ai liên lạc. Không biết bây giờ nó thế nào, nó sống hay là chết. Đừng lo lắng mà, nó sẽ bình an vô sự thôi. Nhiều khi tôi nằm mơ nghe được tiếng chó sủa, tôi còn tưởng là nó nữa. Nhưng mà tôi biết dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ thôi. A Quyền. A Quyền. Long Thành Hổ. Anh Quyền không có ở đây. Anh ở hội Phúc Lợi, anh đi tìm anh đi. Tôi không phải tìm ảnh đâu. A Quyền. Nè, anh còn nói là không phải đang tìm ảnh sao? Tôi không phải là đang tìm anh Quyền đâu. A Quyền. Điện võ tới tổ qua nhà ma rồi. Đúng là điên. Có cái nào sử dụng tiếng của tiểu thư nó mới trả lời hay không hả? A Quyền ơi.
Quyền. A Quyền à. Là mày, mày có phải là Quyền không? A Quyền về thành trại tìm cô thật kìa hả? Thì ra là anh đã giúp tôi tìm lại nó. Cảm ơn anh mèo con. Quyền à, tôi thiệt là nhớ mày lắm. Mày có biết không? Hả? Nè, sao không trả lời? Con này không phải là con Quyền của tôi. Anh cố tình tìm một con chó giống như là Quyền để gạt tôi. Tôi tìm A Quyền nhưng mà không có tìm thấy nó. Nếu như con không có thích để tôi mang nó đi. Chó con à chó con, sao mày lại giống con Quyền quá vậy? Mày có quen nó không? Quyền à, tao thiệt là nhớ mày lắm. Bất luận là mày đang ở đâu, ở trên đời này hay là ở trên trời đi nữa, mày cũng phải sống cho thiệt tốt nha. Cho dù kiếp này chỉ là một con chó con, cho dù kiếp này mày chỉ là tên xấu xa, thì mọi người kiếp sau đầu thai cũng phải làm người tốt nha. Mọi người hả? Cậu có đây đi. Tôi không sao đâu. Tôi có anh, có má của anh. Còn nói nữa, cảm ơn anh đã đưa nó tới làm bạn với tôi. Tôi nhất định sẽ thương yêu nó thật nhiều. Nhưng mà nó không phải là vật thay thế của Quyền đâu. Phải đặt tên gì cho nó đây? Anh nói đi. Phải đặt tên gì đây? Đừng có gọi nó là con hổ thì được rồi. Ồ vậy hả? Vậy kêu nó là mèo con đi. Hả? Mèo con, mèo con. Chúng ta đi ăn đồ ăn có chịu không? Hả? Tôi có mua cơm xá xíu rồi, phần ăn rất lớn. Anh mèo con cùng đến ăn chung đi. Hả? Ê, cái chuyện. Ê, ê, cẩn thận. Làm gì vậy? Mau lên, mau lên. Trung tiền, trung tiền, trung tiền. Đây là trung đậm luôn, đậm luôn rồi. Ây da, rồi, đặt cái nào. Ây da, trung nữa, trung nữa. Ôi, trung tiền đây, trung tiền đây. Ây da, quá hên quá gì ha. Xin đặt nhiều vậy. À đúng, anh Quyền. Anh Quyền. Giấu đi. Wow, mọi người vui vẻ quá vậy còn tụ với nhau cờ bạc. Chúng tôi hợp mặt bà con chơi cho vui thôi. À, đúng rồi, chơi nhỏ mà. Tôi còn gọi là bà con của anh hết sao? Phải. Vậy thì anh có quan hệ với anh thế nào? Anh họ, em họ. Là bên họ cô hay là bên họ gì? Cô họ gì? Cô họ cái đầu tụi bay à? Tưởng tôi khùng hay sao? Tụ họp lại đây cờ bạc. Anh Quyền à, chúng tôi nhất thời ngứa tay chơi cho vui thôi. Phải chỉ là ngứa tay có đúng hay không vậy? Vậy ngứa tay có thể giết người hay không? Mấy người có lộn không vậy? Thanh trại khó khăn lắm mới có thể đuổi hết bọn cờ bạc ma túy ra. Như vậy mà không biết trân trọng. Anh Quyền à, đừng có giận. Từ nay tụi em không chơi nữa đâu. Phải. Dọn dẹp đồ đạc đi, mau lên. Khoan, tất cả hãy nghe cho kỹ. Bây giờ thanh trại cấm cờ bạc. Nếu mà tôi còn thấy được ai mà cờ bạc nữa, hồi phúc lợi sẽ ra tay. Lúc đó đừng có trách tôi không khách sáo. Dạ biết, dạ biết. Dọn dẹp đồ đạc đi. Dọn dẹp đi. Mau. Chúng ta không có cây bánh đậu đỏ. Ông chủ Dương. Ông chủ Dương, không có sao chứ? Mấy cậu cứ nhìn đi. Là bột trắng dạng gạch. Tại sao như vậy? Có cái đám người lạ mặt đến mua bánh đậu đỏ của tôi, kêu tôi giao hàng đến Quang Thông đó. Bọn chúng đã quán lòng chó phụng. Bọn họ kiểm tra hàng xong là tôi đã thấy kỳ lạ lắm rồi. Sau đó coi bánh đậu đỏ lại lần nữa, phát hiện ở dưới là bột trắng dạng sạch đó. Lần trước thì mới có người tụ tập cờ bạc,
bây giờ có người bán ma túy. Mất đi hội đồng hương, giờ lại có đám người khác tới quậy phá. Vậy hai cậu định làm thế nào hả? Em nhìn thấy là đánh tụi nó. Anh có biết bọn họ lại không? Họ hình như mới đến đây thì phải. Đang kinh doanh quán trà đường Long Tân kìa. Đi cửa sau. Hội phúc lợi. Dùng quán trà để làm xưởng chế ma túy, người này còn xảo quyệt hơn Phúc Thổ Kim. Bột trắng và gạch. Đem hết về hồi phúc lợi rồi tính. Nè, bà làm gì đây? À, xin lỗi, xin lỗi. Xin chào mấy cô, xin hỏi muốn mua cái gì? Cho tôi hộp thuốc lá. Xin lỗi nha, bán hết rồi. Hay muốn hút điếu thuốc cũng không có mà hút. Ê, nè nè nè, quay lại quay lại. Hay là vậy, mấy cô mua chút kẹo xin gum về ăn cho đỡ ghiền đi. Hả, bà tưởng chúng tôi là con nít sao? Ê nè nè, chờ một chút, tôi chợt nhớ ra. Tôi có để dành vài hộp thuốc để hút. Tôi vào trong kiếm cho mấy cô nha. Vậy thì mau đi đi. Được. Nhìn mấy cô lạ mặt quá. Là người ngoại thành tới thăm viếng thành trại. Bộ nhìn mặt chúng tôi giống du khách sao? Bà kiếm được chưa vậy? Ồ, mới dọn vô đây à. Đúng, tìm được chưa? Mấy ngày trước mưa lớn ngập nước quá trời. Nhà mấy cô có bị ngập nước hay không? Tôi chỉ muốn hút thuốc thôi, bà mau lên đi. Ây da, xin lỗi cô, nhà không tìm được. Phí thời gian của tôi. Về mày hỏi cô anh Thành có hay không còn tốt hơn. Đúng. Vào đi. Có người canh chừng hẳn là có cái gì đó. Kiếm mà chỗ này không đón tiếp đàn bà đâu. Đi chỗ khác giùm đi. Thím ơi, đã kia thím đi chỗ khác rồi mà. Tôi tới đây để phỏng vấn. Là thím sao? Cả dọn vệ sinh cũng chưa đến phiên thím đâu. Không được sao? Mỗi người có một sở thích riêng của mình mà. Đi đi bà thím. Đi cái đầu của mày. Anh lại tới kiếm em hả? Anh tốt thiệt đó nha. Cảm ơn anh, lần sau tới tiếp ha. Được, được. Chào ông chủ. Cái thằng háo sắc trong nhà trọ đó gan dạ thiệt. Còn dám hỏi giá tôi nữa. Bị đập cho nó một trận tả tơi luôn. Lúc trước thì tù hộp cờ bạc, sau đó là chế ma túy. Bây giờ cả nhà trọ gái điếm cũng bắt đầu hoạt động. Những tên tay sai và gái mại dâm đó đều là người lạ mặt hết. Nghĩa là lượng người ngoài thành vào đây gây loạn ngày một tăng. Chắc người bên ngoài nghe được tin hội đồng hương đã bị sụp đổ nên muốn chiếm địa bàn. Chỉ vấn về một tháng thôi đã kinh doanh có quy mô như vậy, xem ra đám người đó không đơn giản chút nào. Nhà sĩ, liệu thành trại có trở lại như cũ không? Bà thấy bây giờ chúng ta có hội phúc lợi rồi. Đúng vậy, khó khăn lắm thì hàng xóm mới chịu tin tưởng chúng ta. Chúng ta không thể khiến họ thất vọng được. Nhất định phải đánh đuổi bọn họ đi. Tiểu sư huynh, tiểu sư huynh, tiểu sư huynh. Có chuyện gì? Đường đại tinh đang tụ họp nhiều người, gây loạn khắp nơi như muốn giết người. Đại sư huynh chống cự không nổi, họ mau giúp tay đi. Đừng lại gần nữa nha. Thế nào, chịu thua rồi? Dựa vào cái đám vô dụng tụi bay mà muốn đối phó tàu hả? Mau kêu tái cầu quyền và Đinh Nghinh Phong ra đây. Nói mau, họ đang ở đâu? Có chuyện đó không hả? Dừng tay. Dừng tay lại. Anh không sao chứ đại sư huynh? Không sao, không gì. Hỏi thấy nhiều người thôi. Mày lại đi hả? Dám là chuyện bao đồng. Họ là người mà các người đang muốn tìm đó. Mày là tá câu quyền à? Còn mày là Đoàn Nghinh Phong phải không? Tôi đâu có quen mấy người. Không, anh mà mày cũng không biết. Tao là người của Nghĩa Phong nè. Tao là người Tiến Hưng. Hai người tới thì là đúng lúc. Hai người đều là hội trưởng của hội phúc lợi, có đúng vậy hay không? Mau giao lô hàng đó ra đây và bồi thường thiệt hại mấy ngày nay của tụi tao nữa. Ờ, Tiến Anh, Tiên Phong gì đó, lỗ tai gì đó hả? Tôi mặc kệ đi.
Thì ra là cái đám khốn nạn này giao thanh trại lâm loạn hả? Các người là bị thương người của chúng tôi, còn dám đòi lai hận? Là do các người gây sự trước mà thôi. Hễ một ngày còn hồi phúc lợi, các người đừng hòng gây hại trong đây. Phạm quy bị tịch thu là chuyện công bằng. Nghe chưa? Thành trại không chào đón các người, cút đi. Thành trại không có ai quản lý, cảnh sát cũng phải bó tay. Mày nói không chào đón thì tụi tao phải đi sau. Là dân giang hồ thì phải giữ quy định chứ. Sở dĩ hội phúc lợi các người đánh đổ hội đồng hương cũng chỉ vì giành địa bàn để chia lợi nhuận mà thôi. Nói cho cùng cũng là vì tiền. Các người trả lại lô hàng đó ra, tôi sẽ cho các người cơ hội gia nhập. Cho anh gia nhập đó tá câu quyền. Đàn bà để tao. À, xin lỗi nha, đánh có hơi bận tay. Cả bà Thái Mộng cũng dám đánh. Chúng ta đi. Bây giờ biết đi rồi sao? Nếu mà chậm một chút nữa, đánh cho các người không biết đường về luôn. Nè Quyền à, mà kệ đi. Chuyện hôm nay tao sẽ không bỏ qua đâu. Bên ngoài còn vô số bạn hội đang nhắm vào miếng thịt này kìa. Để đến khi tụi mày bị họ đánh tan rã, bọn tao sẽ trả gấp 10 lần. Anh Quyền, anh Phong, có hai anh ở đây mới đuổi được cái đám khốn nạn đó đi. Khó khăn lắm mới có cuộc sống yên lành, không thể để họ phá được. Để Swin đừng có nhúc nhích, băng bó cho xong vết thương đỡ. Mấy sư huynh đệ các anh đã lớn tuổi rồi, hãy bỏ cái tật hiếu thắng đi. Đừng muốn đỡ đặt bắn kẹo, anh còn hai đứa con phải nuôi. Đúng vậy, chúng tôi bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Đáng lo nhất là cái đám giang hồ đó sẽ quay trở lại. Thành trại hết đường yên ổn rồi. Sợ cái gì? Họ muốn vô cái việc để cho họ vô. Ai mà dám vô thì đánh đuổi người đó. Đánh cho đến khi họ không có ai dám vô thành trại mới thôi. Anh Quyền nói không sai, phải đánh cho bọn họ sợ mới thôi. Phải rồi, đánh nó. Ngồi xuống đi còn cử động. Khỏi hẳn rồi mới nói. Cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Ông chủ viên, phải có cách nghĩ gì khác đúng không? Những lời nói của bọn giang hồ cũng không hoàn toàn sai. Thành trại là nơi không ai quản lý, đánh đuổi cái đám người này thì lại có cái đám người kia. Nguyên Hồng Công có nhiều bang hội như vậy, sao đánh được hết đây? Cứ như vậy là không có ngày kết thúc đâu. Vậy anh có ý nghĩ gì không? Tôi có một ý nghĩ này, nhưng mà không biết có nên nói ra hay không. Anh có cách gì cứ nói ra, để mọi người cùng bàn bạc. Đúng vậy. Cờ bạc ma túy từ xưa đến nay, gái mãi dâm cũng là một nghề cổ xưa. Đa số người lúc ra đời đã thích cờ bạc rồi. Cho dù là phải cai nghiện cũng cần phải có thời gian chứ. Thật ra những tệ nạn này là tính người đó, khó có thể mà diệt hết được. Hôm nay diệt được, sau này tro tàn sẽ cháy lại thôi. Ý của anh là cứ để mặc kệ họ hả? Nếu như có thể khống chế được thì đã là lúc hội phúc lợi phải ra tay quản lý tốt cái tệ nạn này. Không được, làm vậy thì có khác gì hội đồng hương? Tất nhiên là có khác rồi. Hội đồng hương chỉ vì kiếm tiền thôi, còn hội phúc lợi vì trật tự của thành trại. Cũng giống như là chính phủ thành lập đội đua ngựa phát hành vé số vậy thôi. Hội phúc lợi chính là hội đua ngựa của thành trại. Chúng ta phải giảm sự ảnh hưởng tệ nạn này xuống đến một con số thấp nhất. Chứ dù anh nói sao đi nữa, tôi cũng không đồng ý. Khó khăn lắm thì chúng ta mới khiến cho thành trại trở nên yên lành như vậy. Tôi nhất định phải giữ được ranh giới này. Chúng ta không thể để cho thành trại trở lại như cũ được. Đây cũng chỉ là ý kiến riêng của tôi mà thôi. Nhưng mà muốn tạo được sự nghiệp lớn phải biết đắn đo tình thế. Chỉ có biết nói theo cách 15 năm về trước thì không có ý nghĩa gì đâu. Mọi người hãy suy nghĩ thật là kỹ những lời tôi nói, còn có sai hay không. Nhà sĩ, ý anh thế nào? Vấn đề cơ bản thì tôi đồng ý với cách nói của anh Việt. Tôi cũng không muốn thành trại là có những tai nạn này. Nhưng sinh ra thì dễ, quản lý mới khó. Lời cũng chú Dương nói không sai. Nếu thành trại ngày nào cũng phải dựa vào đánh đấm, hàng xóm họ đâu có thể sống yên vui được. Không đánh cũng được, có thể nghĩ cách giải quyết khác mà. Nhưng mà tôi nhất định phải giữ cho bằng được ranh giới này. Được, chúng ta bàn lại cách khác.
không có ai nhìn thấy cậu vào đây chứ. Anh tưởng tôi là ai? Không ngờ chỉ có mấy năm thôi mà bánh đậu đỏ của ông Thiên Can lại ngon hơn trước kia rất là nhiều. Cuộc họp với hội phúc lợi thế nào? Thuận lợi chứ? Từ lúc cậu giết hai tên sát thủ đó đến khi trở thành ân nhân cứu mạng của họ tại nhà hàng Đức Lê, gián tiếp khiến Kha Vạn Trường tử vong, tất cả mọi thứ đều phát triển theo kịch bản của tôi. Chúng ta đã làm tan rã hội đồng hương để cho hội phúc lợi quản lý cái thành trại này. Bước tiếp theo, chỉ cần đợi hội phúc lợi tận tay kinh doanh cờ bạc ma túy, đến lúc đó chỉ cần tôi khống chế được hội phúc lợi thì tất cả lợi nhuận đều thuộc về chúng ta. Nhưng mà hội phúc lợi có dễ khống chế vậy không? Chính tôi là người thúc đẩy Tá Công Quyền và Đồng Nghinh Phong thành lập hội phúc lợi. Hai người họ luôn luôn là con gõ mú rối của tôi. Lần nào cũng kêu tôi thủ tiêu bột trắng, họ không có bao giờ nghĩ ra là đưa qua đưa lại vẫn là lô hàng của Phúc Thọ Kim. Nè nè nè, đừng mà bỏ xuống đi, ít ra tôi phải đợi nha sĩ chứ. Không đợi được nữa, nè. Tôi phải đem lô hàng này đi cứu người. Xin lỗi ông chủ Diêu. Sao tôi lại lãng phí như vậy chứ? Đem cái lô hàng thật cho cái thằng khờ đó cứu người. Đổi qua đổi lại hai lần rồi mà họ cũng không phát hiện ra. Tính của Tá Câu Quyền rất ngoan cố, hắn sẽ không để cho hội phúc lợi đụng vào mấy cái thứ này đâu. Cho nên tôi sẽ bắt tay từ bên Đoàn Nghinh Phong. Ông Thiên Can, ông muốn đối phó với Tá Câu Quyền và Đoàn Nghinh Phong thế nào tôi sẽ phối hợp với ông. Nhưng người tôi quan tâm chỉ có Tân Dị. Tôi sẽ làm theo cái thứ mà cậu mong muốn. Chỉ cần cậu giúp tôi đoạt được thành trại, tôi sẽ tha cho Tân Dị và cho cậu rời khỏi. Đến lúc đó hai người muốn đi đâu thì đi, tôi sẽ không có cản trở nữa. Yên tâm, tôi sẽ giúp ông chiếm được thành trại này.